lính đánh thuê Mỹ thất vọng về chiến sự ở Kursk. Một lính đánh thuê Mỹ mô tả tình hình của lực lượng vũ trang Ukraine AFU là hỗn loạn. Một thành viên của nhóm trinh sát tiền phương Fox thuộc công ty quân sự tư nhân PMC Mỹ đã chia sẻ quan điểm này trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin ABC News. Chúng tôi được yêu cầu tới Kursk để hỗ trợ các hoạt động bắn tỉa, nhưng hiện tại ở đó đang rất hỗn loạn. Tất cả kết thúc với việc chúng tôi không thực hiện được chiến dịch đó, một lính đánh thuê Mỹ đã chia sẻ với ABC News. Người lính đánh thuê này cho biết AFU tiến vào khu vực Kursk đã bị giàn trải quá mức. Điều này khiến các đơn vị không thể phối hợp được với nhau do không đủ lực lượng và hỏa lực. Linh lính thuê của Fox đã đăng tải một bức ảnh họ đứng trước một chiếc xe bọc thép cùng với quân đội Ukraine. Chú thích của tấm ảnh có nội dung những chàng trai ở Kursk. Fox sau đó đã đăng một bức ảnh chụp vị trí chiến đấu của một khẩu đội súng cối gần các tòa nhà cư dân và sân chơi trẻ em với trang bị chiến đấu chuẩn của đội Mỹ. Hình ảnh có nhiều khả năng được chụp trên lãnh thổ vùng Kursk của Nga, nhưng không thể xác nhận Fox không phải là một NPC chính thức vì nó không có nhân sự, cơ cấu tổ chức và nhiệm vụ chiến đấu thực hiện theo hợp đồng. Tại Ukraine, Fox được coi là một phần của quân đoàn nước ngoài của AFU.